6 tháng đầu năm, đặc biệt là quý 2 thì chúng ta cũng đã khánh thành, khởi công nhiều cái công trình quan trọng, đặc biệt như là vành đai 3. Trong 6 tháng thì chúng ta cũng tập trung rất nhiều cho cái việc tháo gỡ các khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp, và đã có được những kết quả chuyển biến khá là tốt. Và trong quý 2 đó, trong 6 tháng đó và kết quả trong quý 2 đó là chúng ta đã cùng với các bộ ngành trung ương tham mưu và cuối cùng là Quốc hội đã thông qua được nghị quyết 98 cơ chế thí điểm các cơ chế chính sách để phát triển thành phố Hồ Chí Minh. Thì chúng tôi, đây là những kết quả nổi bật xin được điểm lại để nó vừa là cái động viên cho chúng ta trong thời gian sắp tới, nhưng mà chúng ta cũng thấy được cái nỗ lực của cả hệ thống chính trị nói chung, trong đó có hệ thống chính quyền. Chúng tôi rất là cảm ơn các ngành, các cấp đã có nỗ lực đóng góp nên cái sự đạt được kết quả này. Đặc biệt thì chúng tôi cũng xin trân trọng cảm ơn đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc thành phố đã luôn đồng hành sát cánh để giúp cho hệ thống chính quyền thực hiện cái nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong 6 tháng đầu năm. Về khó khăn đó thì chúng ta thấy rằng là mặc dù chúng ta có cái nỗ lực, nhưng cái đầu tư, cả đầu tư công và đầu tư ngoài ngân sách thì chúng ta cũng còn gặp nhiều khó khăn, cần phải tập trung hơn nữa để chúng ta thúc đẩy cái trụ cột tăng trưởng này. Từ cái đó thì cộng với những cái khó khăn khác thì cái tăng trưởng của thành phố chúng ta trong 6 tháng thì nó đạt thấp hơn so với cái chỉ tiêu chung của cả năm. Và dự báo năm nay thì nếu quý 2, quý 3 thuận lợi, nếu chúng ta nỗ lực hết sức mình thì chắc có lẽ là cái tăng trưởng chúng ta cũng chỉ tiệm cận với cái chỉ tiêu năm nay thôi chứ không đạt được. Chỉ tiêu năm nay là 7.5 đến 8.5. Thì theo cái kịch bản mà khả quan nhất là chúng ta có khả năng đạt gần được 7%. Nhưng mà tôi thấy cái con số này cũng rất là khó khăn. Cái đánh giá cho đến thời điểm này đó, thì chúng ta có 21 chỉ tiêu kinh tế xã hội thì có khả năng là 19 chỉ tiêu là sẽ hoàn thành. 2 chỉ tiêu là tăng trưởng và cái năng suất lao động thì khó đạt. Thì cái này chúng ta cố gắng hết sức để đạt được cái mức cao nhất tiệm cận với chỉ tiêu. Thì từ cái dự báo cái khó khăn, từ cái khó khăn của cái 6 tháng đầu năm đó, thì chúng ta dự báo tình hình trong quý 3 và 6 tháng cuối năm đó, thì tình hình là có cải thiện nhưng vẫn còn nhiều khó khăn. Có thể là cái cải thiện rõ nhất đó, là ở quý 4 cuối năm nay. Do vậy là chúng ta phải nỗ lực hơn. Nói như anh Trần Du Lịch nói đó là trong khó khăn, và trong lịch sử chúng ta đã vậy, đã càng khó khăn thì chúng ta càng phải nỗ lực để chúng ta hiệp sức, để chúng ta vượt qua cái khó khăn này. Thì với tinh thần đó cũng rất mong là các đồng chí hôm nay chúng ta cũng cùng thống nhất với nhau cái quyết tâm, rồi chuyển hóa nó thành những hành động cụ thể, giải pháp cụ thể để chúng ta giải quyết từng vấn đề cụ thể và tạo nên cái sự phát triển trong 6 tháng cuối năm. Thì với cái tinh thần đó thì tôi đề nghị chúng ta những cái nội dung đã đề cập trong dự thảo văn bản rồi góp ý của các đồng chí, thì tôi đề nghị chúng ta tập trung một số vấn đề sau, còn văn bản cụ thể thì chúng ta sẽ có chính thức ban hành để thực hiện. Trong 6 tháng cuối năm thì chúng ta vẫn phải tập trung cho các cái biện pháp để thúc đẩy các cái trụ cột tăng trưởng. Cái này là chúng ta phải tập trung và chúng ta tạo ra cái kết quả trước mắt. Thì trước hết là đối với đầu tư công á, thì tôi cũng xin được nói lại cái kết quả cho đến ngày hôm nay đó là cái giải ngân đầu tư công chúng ta đạt 21%, và ước đến hết tháng này đó thì đạt khoảng 23%. Hết tháng này đó nghĩa là ngày mai đó. Đấy thì đạt được 23%. Thì như vậy chúng ta không đạt được cái chỉ tiêu là 35%, nhưng cũng đạt được là 14 phết mấy ngàn tỷ các chị. Thì thời điểm này ở năm 2022 chỉ đạt được có khoảng 6.000 tỷ thôi, tức là chúng ta gần gấp 3 lần cùng kỳ năm ngoái. Thì số lượng nó cũng 15.000 tỷ là số lượng là lớn. Thì để thúc đẩy cái đầu tư công này thì ngoài những biện pháp đã nêu và giao ban hàng tháng đó đã đề ra, thì chỗ này chúng ta nói một cái ý như thế này, đề nghị các sở ngành, các quận huyện có mặt ở đây, chúng ta hết sức tập trung cho công việc này theo các cái giải pháp chúng ta đã thống nhất. Và theo đó thì tôi đề nghị là
các sở ngành, các quận huyện hôm nay, lẽ ra hôm nay là các anh chị sẽ chốt cái thời gian đó. Đơn vị nào, địa phương nào, các đồng chí có nhu cầu bổ sung vốn cho các dự án có khối lượng mà giải ngân tốt thì đề nghị các đồng chí gửi cái văn bản, gửi hồ sơ về cho Sở Kế hoạch để điều chỉnh, và Sở Kế hoạch làm cái thủ tục để báo cáo Hội đồng dân để điều chỉnh tại kỳ họp giữa tháng 7 này. Thì chúng tôi ghi nhận là thấy cũng có 4-5 cái quận huyện gì đó các đồng chí cũng có đăng ký, thì việc này chúng ta điều chỉnh ngay giữa năm này để chúng ta thúc đẩy cho các cái dự án giải ngân tốt và chúng ta tăng cái giải ngân. Cái điểm thứ hai đó là chúng ta đẩy nhanh cái mua sắm công. Thì báo cáo các anh chị là trước đây có 3 cái mặt hàng mà chúng ta mua sắm tập trung, thì vừa rồi là ủy ban đã thống nhất cái mặt hàng mà máy tính đó là không mua sắm tập trung. Các đơn vị, các địa phương là các anh chị chủ động các anh chị mua. Cho nên cái nội dung này đó, nó chiếm khoảng chừng là như nó 1.600 trên khoảng 2.000 tỷ. Đó, thì các anh chị tập trung mua đây cũng là một cái trước mắt là giải quyết cái nhu cầu cho từng cơ quan đơn vị, nhưng thứ hai nữa là góp phần cho cái chi tiêu công. Thì đề nghị các anh chị tập trung. Còn cái phần mà mua tập trung á, thì đề nghị anh Hạnh chỉ đạo cho trung tâm thực hiện sớm để chúng ta góp phần cho cái chi tiêu công. Cái thứ ba đó là chúng ta tập trung quyết liệt như đồng chí Tú nói đó, là cho cái kích cầu tiêu dùng, cho khuyến mãi mà chúng ta làm 3 tháng liên tục các anh chị. Thì cái này chúng ta phối hợp các ngành, các cấp, phối hợp các địa phương để chúng ta thực hiện. Chúng ta thực hiện cái khuyến mãi, chúng ta thực hiện các cái biện pháp phát triển du lịch, cái kích cầu du lịch. Thì dự báo là trong quý 3 và 6 tháng cuối năm thì tình hình sẽ tốt hơn. Tuy nhiên cái này thì là đồng chí Hoa, các ngành có liên quan phải có sự chuẩn bị để chúng ta đón những cơ hội này, từ visa, từ cái lượng khách vào các thứ thì chúng ta phải đón bắt, chứ không là chúng ta chỉ thấy cơ hội thôi mà chúng ta không chuẩn bị thì cơ hội nó sẽ trôi qua. Và cái điểm nữa trong cái các biện pháp để thúc đẩy các cái trụ cột tăng trưởng đó là hỗ trợ cho hoạt động xuất khẩu, mà trực tiếp là các doanh nghiệp xuất khẩu. Bây giờ vấn đề là chi phí để mà cho hàng tồn kho, rồi chi phí củng cố lại thị trường, mở rộng thị trường, thì cái này đã có giao cho Sở Công Thương, thì đề nghị các đồng chí triển khai các hoạt động này. Và trong cái chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp của thành phố mà dự kiến trình Hội đồng dân sắp tới đó, thì chúng ta cũng có một cái những cái nội dung mà hỗ trợ cho doanh nghiệp thành phố giải quyết các khó khăn trước mắt, cũng như là chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, đào tạo để làm sao chúng ta chuẩn bị được trong cái giai đoạn khó khăn này, để khi mà kinh tế nó phục hồi lại thì các doanh nghiệp chúng ta trở lại thị trường trong một tư thế tốt hơn. Thì cái này là sẽ có cái chính sách để trình Hội đồng dân, nếu kịp thì là tháng 7 này, không kịp là cái kỳ họp chuyên đề tháng 9. Nhóm nhiệm vụ thứ ba đó là tập trung tháo gỡ những khó khăn vướng mắt của doanh nghiệp. Thì báo cáo với các đồng chí cho đến giờ này đó, thì chúng ta đã tổng hợp phân nhóm và xử lý các cái vướng mắt của các dự án. Thì theo đó cái nhóm của doanh nghiệp nhà nước á, là có 232 cái vướng mắt, cái nội dung vướng mắt thì đã giải quyết được 113. Còn lại thì ngày hôm qua chúng tôi đã ngồi họp với lãnh đạo các sở ngành có liên quan, với chủ tịch và tổng giám đốc các cái doanh nghiệp nhà nước bàn cái việc sắp tới là phối hợp nhau giải quyết doanh nghiệp làm gì, sở ngành làm gì, ủy ban làm gì, và bàn luôn cái đề án sắp xếp và phát huy doanh nghiệp nhà nước như ý kiến anh Trần Du Lịch đó, thì chúng tôi cũng đã bàn và sắp tới thì chúng ta sẽ triển khai gắn với cái đề án sắp xếp cổ phần hóa các cái doanh nghiệp nhà nước. Thứ hai là đối với nhóm bất động sản đó, thì có 148 cái dự án do Hiệp hội Bất động sản chuyển sang rồi các cơ quan rà soát lại, thì nó có 189 cái nội dung, thì trong đó có 169 nội dung đã chuyển giao các sở ngành, thì các sở ngành đã có thông báo tiếp nhận và giải quyết, còn 20 cái nội dung là đang rà soát để rồi tiếp tục sẽ có những thông báo và sẽ giải quyết trong thời gian sắp tới. Đối với các cái dự án mà đề nghị cái cấp chủ trương đầu tư hoặc gia hạn chủ trương đầu tư, thì bây giờ chúng tôi hệ thống lại thì có 44 cái dự án, 44 hồ sơ, thì Sở Kế hoạch Đầu tư đã thẩm định và chuyển sang ủy ban 20 dự án, còn lại 24 dự án thì tiếp tục thẩm định và chuyển sang, thì những nội dung chuyển sang ủy ban thì sẽ sắp lịch để
xem xét từng cái vụ việc và giải quyết. Thì cách thức đó là các sở ngành và ủy ban hàng tuần sẽ ngồi lại để giải quyết theo trong danh sách này, và hàng tháng thì ủy ban sẽ có thông báo tháng vừa qua là chúng tôi đã giải quyết được bao nhiêu thuộc nhóm nào, và có nhận thêm những cái mới như thế nào sẽ công bố, và sắp tới chúng tôi sẽ có cái hình thức công bố trên website của ủy ban thành phố, hoặc là có những cái công bố trên báo chí để doanh nghiệp theo dõi. Cái thứ hai nữa là trong cái giải quyết vướng mắc đó, thì các cái vấn đề mà được nêu đây, nhất là ý kiến anh Hưng, Hiệp hội Doanh nghiệp nêu đây, đó là về dòng tiền. Dòng tiền thì ngân hàng, thì chúng tôi cũng đề nghị Ngân hàng Nhà nước tiếp tục trao đổi các ngân hàng thương mại trên địa bàn để thực hiện các cái chủ trương của Ngân hàng Nhà nước Trung ương, các cái chủ trương của Chính phủ, để làm sao là chúng ta tiếp tục là cho dòng tiền chảy ra đối với các doanh nghiệp, các cái dự án, các cái hợp đồng đang cần tiền. Và giải quyết các cái vấn đề, ví dụ như là thủ tục, vấn đề như là giá trị thế chấp, thì này xin được báo cáo với hội nghị là từ đầu năm tới giờ thì gần như hàng tháng chúng tôi đều ngồi hoặc là với lãnh đạo của hiệp hội và các hội chuyên ngành. Thứ hai nữa là ngồi với Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại trên địa bàn, và có khi ngồi chung cả hai. Và cái chương trình kết nối ngân hàng doanh nghiệp là được thực hiện trước đây là gần như 6 tháng một lần, còn từ hồi đầu năm tới giờ là thực hiện ở cấp thành phố, thực hiện ở cấp thành phố Thủ Đức và các quận huyện đều làm thường xuyên, gần như là mỗi tháng đều có. Nhưng ở đây thì các anh đặt vấn đề là có làm nhưng mà hiệu quả chưa nhiều, tức là chưa đáp ứng được cái yêu cầu của cái doanh nghiệp ta cần cái dòng tiền để vượt qua cái khó khăn này. Thì sắp tới đề nghị là ngân hàng tập trung. Thứ hai là chương trình kích cầu. Chương trình kích cầu thì thành phố sẽ khởi động lại chương trình kích cầu nhưng phải thông qua hội đồng dân. Dự kiến là chuẩn bị sẽ thông qua hội đồng dân kỳ họp tháng 7 này, ngày 10 tới ngày 15 tháng 7 này, nhưng nghị quyết 98 của Quốc hội có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8, cho nên chưa trình được hội đồng dân ở cái kỳ họp tháng 7 này, mà trình hội đồng dân ở kỳ họp chuyên đề tháng 9. Cái thứ hai là hoàn thuế. Chúng tôi cũng đã trao đổi nhiều lần với Cục Thuế và hôm nay cũng đề nghị là Cục Thuế quan tâm việc này để hoàn thuế nhanh hơn, thủ tục mà đơn giản hơn, để giúp cho các doanh nghiệp mà được hoàn thuế có cái dòng tiền. Thứ ba đó là gì, đăng kiểm. Đăng kiểm thì báo cáo các anh chí là khi chúng tôi làm việc với Sở Giao thông nhân cái hội nghị sơ kết nửa nhiệm kỳ thì cũng tập trung chỉ đạo cái việc này rất là nhiều. Chí Hoàng An có ngồi đây, thì chúng ta sẽ thực hiện theo cái 35 của Chính phủ, nhưng chúng ta cũng sẽ đề nghị những cái phương án khác để làm sao chúng ta thúc đẩy hơn cái chuyện đăng kiểm. Thì cái này tôi có tại hội nghị của Sở Giao thông cũng đã có chỉ đạo. Vấn đề phòng cháy chữa cháy, thời gian vừa qua là thành phố chúng ta là chủ động phát hiện ra vấn đề này, chủ động kiến nghị Chính phủ và cũng chủ động giải quyết các vấn đề. Tuy nhiên là đến giờ này vẫn còn tồn tại, thì chúng tôi đề nghị công an thành phố ảnh hưởng cũng là trực tiếp phụ trách mảng này, cho nên đề nghị là tập trung tháo gỡ, và nếu như có những cái vướng mắc cần phải ngồi lại thì thường trực ủy ban sẽ ngồi lại đầu tháng 7 để làm sao chúng ta giải quyết. Chứ không là các hoạt động đang, các xí nghiệp, các nhà máy, các cơ sở đang hoạt động bình thường thì đóng cửa, cái chuyện này không thể chấp nhận được. Hoặc là đã xây dựng bỏ ra hàng trăm tỷ, hàng ngàn tỷ rồi, chờ một cái thủ tục chứng nhận về an toàn phòng cháy chữa cháy không có, cũng không đưa vào hoạt động được, thì cái này là không rất là thiệt hại cho cái doanh nghiệp và cho kinh tế của thành phố. Thì chúng ta sẽ ngồi lại vấn đề điều chỉnh quy hoạch. Cái này sở quy hoạch sẽ phối hợp với các sở ngành để chúng ta có sự tập trung. Vấn đề thẩm định giá, báo cáo các chỉ là đây là chủ đề nói hàng tháng, thì đề nghị Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Tài chánh chúng ta có sự phối hợp nhịp nhàng. Sở Tài nguyên chuẩn bị chuyển sang Sở Tài chánh là thường trực của hội đồng, và khi có kết quả xong rồi thì văn phòng ủy ban phải ra quyết định ngay để triển khai đó. Thì đó là còn một số vấn đề cụ thể khác. Thì cái này trong cuộc họp vừa rồi thì chúng tôi đã có cái chỉ đạo rất là cụ thể từng việc với các đầu mối, thì đề nghị văn phòng trích cái nội dung này ra để có cái chỉ đạo riêng để tập trung giải quyết các cái vướng mắc cụ thể. Cái thứ ba nữa liên quan tới cái chuyện mà tháo gỡ vướng mắc á, thì qua đây đó chúng ta thấy là cái trách nhiệm của các sở ngành, cái sự phối hợp làm sao cho nó nhịp nhàng, nó đồng bộ, nó có hiệu quả. Thì tôi đề nghị có đầy đủ các đồng chí lãnh đạo các sở ngành ở đây, vừa thành viên ủy ban hoặc là ngoài thành viên ủy ban, các đồng chí chủ tịch các quận huyện, thành phố Thủ Đức, đề nghị là chúng ta hết sức tập trung. Chúng ta chưa thực hiện nghị quyết 98 với khối lượng hiện tại thôi, thì chúng ta vẫn còn tồn động. Nếu chúng ta thực hiện nghị quyết 98 mà với tinh thần này thì rất là khó. Cho nên chúng ta phải thực sự là
phải thay đổi thì chúng ta mới tải được cái công việc thường xuyên cũng như là nghị quyết 98. Thì đề nghị các anh chị hết sức là quan tâm. Chúng ta đừng để nghe nói thêm nữa là sở này hay là đồng chí kia hay là thành phố đang trì trệ cho nên việc nó tắt. Thì khi chúng ta chưa có nghị quyết 98 thì chúng ta đi xin cơ chế. Bây giờ có cơ chế rồi thì giờ không còn nói cái gì nữa, nó chỉ còn cái là hành động của chúng ta thôi. Thì chúng ta cố gắng. Thì qua đây tôi xin được nói hai cái ý mà liên quan tới trách nhiệm các sở ngành. Đó là các cái nhiệm vụ mà được tổng hợp trong báo cáo này nè, nhiệm vụ mà của ban cán sự phải trình cho ban thường vụ, cho ban chấp hành mà giao cho các sở ngành tham mưu vẫn còn tồn khá nhiều, hình như 11 nội dung. Đề nghị sở nào thì chỉ giám đốc sở đó coi lại nội dung đó và chỉ đạo quyết liệt để trình, không để trễ hạn. Thứ hai nữa là các nội dung các sở ngành trình cho ủy ban cũng còn rất nhiều, hình như chúng ta chỉ mới hoàn thành được 5 mấy% thôi, còn 4 mấy% là chúng ta chưa, mà trong đó có những nội dung trễ hạn. Thì đề nghị các đồng chí ra soát lại, tập trung chỉ đạo để chúng ta trình cho nó đúng tiến độ và đảm bảo được chất lượng. Cái ý thứ hai đó cũng liên quan tới các sở ngành, đó là cái ý kiến cho ông chí Lâm Đình Thắng. Bây giờ hàng tuần chiều thứ sáu có cái thông báo của 1022, tôi đề nghị là các đồng chí giám đốc sở, các đồng chí thủ trưởng các ngành thành phố và chủ tịch ủy ban dân các quận huyện, các đồng chí đọc cái này, các đồng chí kiểm tra, các đồng chí chỉ đạo giải quyết cho nó dứt điểm. Mặc dù anh Thắng có nói rằng là gì, từ khi có cái thông báo này thì cái kết quả giải quyết cái tồn động, cái trễ hạn là nó giảm đi, nhưng vẫn còn, bây giờ vẫn còn hình như một tới 100 mấy đó đấy, còn vẫn còn. Và các đồng chí đi vào đây thì các đồng chí sẽ thấy ngay trên địa bàn mình là còn tồn bao nhiêu, ở xã phường nào là có bao nhiêu, nó theo màu, nó rất là rõ. Cái điểm thứ hai nữa là cái việc mà Liên Hợp Quốc chọn thành phố là đại diện Việt Nam chấm chuyển đổi số. Ở đây chúng ta không chạy theo thành tích đâu các đồng chí, nhưng người ta đã chọn thành phố Hồ Chí Minh có nghĩa là ta chọn nơi tốt nhất về chuyển đổi số. Chúng ta vì nếu như gì chúng ta có bao nhiêu chấm bao nhiêu thì không nói, nhưng chúng ta vì cẩu thả giống như vừa rồi chúng ta làm cái gì, cái ba index đúng không ạ, cái hành chánh đúng không ạ. Khi đi khảo sát chúng ta không thèm trả lời, khi người ta yêu cầu cung cấp thông tin chúng ta không cung cấp thông tin đầy đủ, thì người ta sẽ chấm trên cái nền thông tin đó, đầu vào đó, cuối cùng người ta chấm thành phố, mà không phải chấm thành phố mà chấm cả nước. Thì như thế đó, vừa không đánh giá được đúng cái mặt bằng chuyển đổi số của thành phố chúng ta, mà vừa chúng ta là không hoàn thành trách nhiệm với quốc gia. Cho nên tôi đề nghị là các đồng chí giám đốc sở, thủ trưởng các đơn vị, các đồng chí chủ tịch các địa phương, các đồng chí hết sức sát sao cho việc này. Và sở thông tin truyền thông, các đồng chí ra lại những việc cần làm, tham mưu thành một văn bản chỉ đạo cụ thể để sau này chúng ta làm cơ sở để chúng ta đánh giá cái kết quả thực hiện. Và cái ý thứ ba nữa là vấn đề báo chí. Ở đây báo chí thì chị Thắng có đánh giá là nó có tiến bộ hơn. Nhưng tôi đề nghị như thế này. Vừa rồi thì nhân cái dịp 21 tháng 6 đó, thì tôi có trong thường trực thống nhất cái nhà phân công đi thăm các cơ quan báo chí. Thì chúng tôi thống nhất đề nghị với các cơ quan báo chí trung ương và thành phố là các đồng chí tham gia nhiều hơn nữa, phản ánh nhiều hơn nữa những cái bất cập của các sở ngành các địa phương. Cho nên từ đây về sau các đồng chí sẽ nhận được nhiều cái phản ánh của báo chí, có lẽ trên mặt báo và có thể liên hệ với các đồng chí. Nhưng nếu các đồng chí không phối hợp, không hợp tác thì các báo đó hàng tháng sẽ tổng hợp gửi về ủy ban, mà nếu chúng tôi sẽ xem là trách nhiệm. Nếu như sở đó không hợp tác, ngày đó giờ đó có người liên hệ không hợp tác, hoặc là có tin đề nghị mà các đồng chí không hợp tác, thì sẽ xử lý trách nhiệm của đồng chí giám đốc và đồng chí chủ tịch. Thì cái đó là tôi đề nghị chúng ta phối hợp. Mà cái thứ hai nữa là nãy các đồng chí đặt vấn đề, chị Yến có nêu vấn đề là chúng ta cần phải thông tin, thì đây là một kênh thông tin rất tốt, cho nên chúng ta cử người phát ngôn, chúng ta cử lãnh đạo, cử người phụ trách cái việc đó, gặp gỡ trao đổi với báo chí để chúng ta cung cấp đầy đủ thông tin. Ở đây cũng là một kênh giúp cho chúng ta thông tin, thì đề nghị các đồng chí quan tâm cho. Đây nó liên quan đến vấn đề trách nhiệm các sở ngành, các quận huyện, thì tôi xin được nêu có mấy cái ý như thế. Cái nhóm ý, nhóm nhiệm vụ kế tiếp nữa, đó là chúng ta tập trung, chúng ta triển khai có kết quả các chủ trương, các chính sách mà của Trung ương có từ hồi đầu năm tới giờ. Khi mà tôi hỏi một số chuyên gia thì làm việc với Thủ tướng, làm việc với Chính phủ thì có cần đề nghị gì hơn nữa không, thì các anh chỉ nói thôi bây giờ thành phố không cần phải đề nghị gì nữa cả, mà thành phố quay trở về tập trung thực hiện các chủ trương đó thôi là đã cơ bản rồi.
Tất nhiên là hôm nay thì Hiệp hội Doanh nghiệp rồi một số đồng chí vẫn còn đề xuất với Trung ương. Nhưng một mặt chúng ta đề xuất, nhưng cái gì đã có rồi chúng ta tập trung ta làm, để chúng ta mang lại những kết quả cho doanh nghiệp, cho người dân. À, thì chỗ này nó là tùy thuộc vào cái gọi là hành động của chúng ta. Cái thứ hai đó là liên quan tới cái kế hoạch triển khai, xây dựng và triển khai cái DDCI. Chúng ta đã có cái chấm điểm lần đầu năm 2022, và vừa rồi công bố rồi triển khai, đến 30 tháng 6 này là hạn chót các sở ngành của thành phố, các quận huyện, thành phố Thủ Đức phải ban hành chính thức kế hoạch và tập trung tổ chức thực hiện. Các anh chị lưu ý cho là ban hành kế hoạch xong rồi nhưng mà phải tổ chức thực hiện. Từng nội dung, từng tiêu chí, từng thành phần trong đó phải được phân công, phải được tổ chức thực hiện, phải được kiểm tra hàng tháng, để chúng ta thực sự là chúng ta cải thiện cái năng lực cạnh tranh của cấp sở, cấp quận huyện, để nó góp phần làm cho cái BCI của chúng ta, nó góp phần làm cho cái Buy Index của chúng ta được cải thiện lên. Thì đề nghị các đồng chí quan tâm cho. Và cái điểm nữa đó là từng đồng chí thủ trưởng các sở ngành của thành phố, chủ tịch quận huyện, các đồng chí nghiên cứu để tổ chức quán triệt cái nghị quyết 98 của Quốc hội cho cán bộ công chức viên chức của ngành của đơn vị mình, với tinh thần là gì ạ? Chuẩn bị một tâm thế, sự sẵn sàng để chúng ta tiếp nhận nhiệm vụ và triển khai thực hiện, hoàn thành nhiệm vụ. Về triển khai thực hiện nghị quyết 98 đó thì báo cáo các đồng chí là ngày 19 tháng 5 khi mà chính phủ chính thức ký tờ trình cho Quốc hội thì tôi đã ký một văn bản để phân công các sở ngành chuẩn bị các nội dung để báo cáo thường vụ thành ủy, để trình hội đồng dân. Theo đó thì chia ra thành hai nhóm. Nhóm thứ nhất là sẽ hoàn thành trong quý 2 này, đó là dự kiến là sẽ trình hội đồng dân vào tháng 7 đó, đó là 11 nội dung. Nhưng mà bây giờ chắc có lẽ cũng chỉ trình được một vài nội dung thôi, vì do là hiệu lực của nghị quyết là tới ngày 1 tháng 8. Còn cái nhóm thứ hai là phải hoàn thành trong quý 3, quý 4 để trình vào kỳ họp chuyên đề và kỳ họp cuối năm, thì gồm có 37 nội dung. Thì như vậy là 48 nội dung. Thì cái này thì quỹ ban sẽ tiếp tục cập nhật, thì có thể sẽ nhiều hơn nữa, và sẽ cố gắng là đảm bảo tiến độ này. Cho nên đề nghị các đồng chí giám đốc sở, thủ trưởng các cái ngành được giao những nhiệm vụ này cũng tiếp tục đeo bám để làm sao chúng ta chuẩn bị các nội dung này cho nó đảm bảo tiến độ và chất lượng để trình cho hội đồng dân. Cái điểm thứ hai đó là vào ngày 7 tháng 7 tới đây thì thành ủy sẽ tổ chức hội nghị cán bộ toàn thành phố theo hình thức là trực tiếp tại hội trường thành phố và trực tuyến đến các sở ngành, một số sở ngành, một số đơn vị và các quận huyện để quán triệt nghị quyết 98, để triển khai chỉ thị của thành ủy, để triển khai cái kế hoạch của hội đồng dân, kế hoạch của ủy ban, và để chúng ta thống nhất với nhau về cách thức để triển khai. Và theo đó thì về mặt tổ chức thì thành ủy sẽ thành lập ban chỉ đạo thực hiện nghị quyết do ông chỉ bí thư thành ủy làm trưởng ban.